đồ đệ của ta thế mà lại là nữ đế chấp 127, núi Chí Tôn của Trung Châu. Cha muội không phải nói đại đạo Chí Tôn tháp ở trên núi Chí Tôn này hay sao, nhưng sao lại không nhìn thấy tháp? Ở đây đông người, chúng ta đi xuống hỏi sẽ biết. Đặt cược đi, đặt cược đi, chỉ cần đoán đúng người thông quan đại đạo Chí Tôn tháp năm nay, một ăn 50. Ba vị muốn đặt cược à? Không, ta muốn hỏi lão tiên sinh, đại đạo Chí Tôn tháp này ở vị trí nào trên núi Chí Tôn? Cái này thì ta biết, có điều cần một chút thành ý. Như này đủ rồi chứ? Đủ rồi, lão phu chắc chắn nói hết những điều mình biết. Vậy ngươi nói xem đại đạo Chí Tôn tháp này rốt cuộc đang ở đâu? Ở đây. Trống không? Lão già, ngươi dám giỡn mặt với bọn ta. Ngươi có tin bây giờ ta đập nát cái sạp này của ngươi không? Lão phu đâu dám đùa giỡn khách quý, đại đạo Chí Tôn tháp này quả thật ở đây. Chỉ là đại đạo Chí Tôn tháp này cứ cách 5 năm mới hiện thế 7 ngày. Sau 7 ngày nó sẽ đột nhiên biến mất, phải đợi 5 năm nữa mới xuất hiện lần nữa. Vậy lần này đại đạo Chí Tôn tháp bao giờ mới xuất hiện, sẽ không phải đợi mấy năm đấy chứ? Chắc chắn sẽ không, nếu không nơi này cũng sẽ không tập trung đông người như vậy. Tiểu ca ngươi nói không sai, thật ra hôm nay chính là ngày đại đạo Chí Tôn tháp xuất hiện, các ngươi tới rất đúng lúc. Các ngươi mau nhìn, Văn Nhân Mục Nguyệt, công chúa của Quang Minh Thần Quốc tới rồi. Đây là phi thuyền của Mục Nguyệt công chúa. Dừng lại. Tung hoa. Mục Nguyệt công chúa. Mục Nguyệt công chúa. Mục Nguyệt công chúa. Mục Nguyệt công chúa. Công chúa của Quang Minh Thần Quốc. Văn Nhân Mục Nguyệt. Đội hình hoành tráng thật đấy. Mục Nguyệt công chúa. Mục Nguyệt công chúa. Đương nhiên rồi. Luận bối cảnh thì Quang Minh Thần Quốc là đế quốc mạnh nhất Trung Châu. Luận dung mạo, Văn Nhân Mục Nguyệt đứng đầu Trung Châu. Nếu nam nhân nào lấy được nàng ta sẽ bớt được 500 năm cố gắng. Mục Nguyệt công chúa, ta tới rồi. Yên lặng. Các vị, đại đạo Chí Tôn tháp sắp mở ra, công chúa của bọn ta cũng muốn lập trò hay cho lần vượt tháp này. Chỉ cần có người vào được tầng thứ 8, công chúa sẽ đích thân bày tiệc khoản đãi, đàn một khúc cho người đó. Nghe nói Văn Nhân Mục Nguyệt công chúa chưa có hôn phối, hôm nay lẽ nào muốn tuyển chồng dưới tháp? Đại đạo Chí Tôn tháp tổng cộng chỉ có 9 tầng, có thể leo tới tầng thứ 8 chắc chắn là cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Dùng để tuyển chồng là quá thích hợp. Công chúa, ta nhất định sẽ leo tới tầng thứ 8 để được nghe công chúa đàn. Thiếu chủ của Thiên Đạo Môn, Lăng Vân Hiên, bán bộ Chí Tôn. Hắn chính là Lăng Vân Hiên, thiếu chủ của Thiên Đạo Môn sao? Nghe nói 10 năm trước hắn đã là bán bộ Chí Tôn. Hiện nay chắc cũng chỉ có hắn có thể tham gia được bữa tiệc của công chúa. Tần Thiên, ngươi không phải cũng muốn tham gia bữa tiệc của công chúa Quang Minh Thần Quốc này chứ? Đúng là một sư tôn háo sắc. Tham gia gì chứ, ta đâu có rảnh như thế. Với lại ta cũng không cảm thấy dung mạo của nàng ta có thể đẹp bằng nữ đế tuyệt tình và Thanh Khâu đế cơ của chúng ta. Lời này của tiểu ca sai rồi. Hả? Thanh Khâu đế cơ đó đẹp thì có đẹp, nhưng lại là đồ sao chổi. Ngươi chưa nghe nói đế minh đã diệt Thanh Khâu à, đó đều là họa do nữ nhân này gây ra. Ngươi nói cái gì? Bình tĩnh, Tiểu Như. Lão tiên sinh, bây giờ ta có thể đặt cược không? Đương nhiên có thể, tiểu ca chuẩn bị đặt ai? Trong này là 100.000 linh thạch cực phẩm. Ta đặt ta thông quan đại đạo Chí Tôn tháp. Đại đạo Chí Tôn tháp xuất hiện rồi. Đi, vượt tháp thôi. Chúng ta cũng đi thôi. Lão già thối tha, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Hừ, không biết trời cao đất dày, ta đã ở đây mở cược 10 lần, ngoại trừ lần trước có một nữ tử thần bí thông quan ra thì chưa từng thấy người thông quan nào khác. 100.000 linh thạch cực phẩm này, ta ăn chắc rồi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.